anh lên lên kệ nó thảy qua một bên. Ủa chiếc này không vô sao? Tay xe kìa. Má quay cái này mất quỷ xuống. Này là tu chào mừng thầy Mít mới nha. Mới cắm xuống nữa hả? Còn bên đây bữa bị đầu gối bên nào? Bên gối bên này mà thêm cắm đầu gối bên này. Ta chạy kỹ lại. Cái nào kêu ép ép vậy? Kêu cờ luôn.
dính cái gì rồi? Thôi chị, chị đi tới, chị đi tới chút. Ủa tới giờ? Qua bên kia hay gì á? Nhiều anh đó đó. Coi cái vết cây coi. Vết cây bữa nãy nó đi đường nào. Rồi đi đi vết dắt qua ngang á, đi ngang qua. Ngang qua đó đó nói. Chưa vô cái hố à. Gì? Vô cái hố rồi, vô cái hố. Hố quẹo qua đó mà. Đúng rồi, nhưng mà giờ sập cái hố rồi nè. Sắp ra đường lớn rồi mọi người. Qua bển luôn kìa, núi. Đâu đi ngang nè. Ngang qua đó đó. Rồi dựa vô. Dựa xéo vô luôn á, chứ mà dựa thẳng không có được đâu. Thẳng nó chạy. Giờ nó xuống, giờ đi xuống thả ngang đi. Rồi. Bây giờ đổ xăng không nói rồi. Tiếp đổ xăng kìa. Tiếp. Sao mới vậy mệt tiếp. Oh.
khó chứ sao nguy hiểm, tại vì khó mình dẫn không à, có chạy được đâu. Không kén nè, rồi xuống luôn, xuống chi mệt. 1, 2 có số rồi mà sao nó vẫn tuột. Xay bánh cho nó vô luôn ơi, không được là xuống nữa. À chắc ai dạ. Tới miếng nữa nè. Ở bình xăng là cái gì vậy? Bình sắt. Anh đẩy cái cổ quay lên á. Có số mà kỳ vậy. Buông ơi. Ngã người anh á. Rồi. Ra qua này ngồi đi. Ngoài bán luôn. Hai tôi là anh. Mua API. Gì? Mua heo quay nữa hả? Mà ấy là anh bán là nó này gì? Đây anh em đang bắt đầu pick up đặng xuống dưới bằng đường này. Bây giờ đường lên cũng hết được rồi. Quay em cái dè giùm ơi. Này gãy dè luôn rồi. Dè luôn rồi. Đó, giờ đường lên là không được, không nổi rồi đó. Bây giờ chỉ có xuống đường này. Pick up phải dùng dây. Này đi uống cà phê gì đi, cái đường gì mà khó như chạy. Chú lên ơi. Uống cà phê có đường á thì không chịu đi đâu. Đi. Dục lên. Không, để. Để lên đi, để tao lên tao xếp cho. Cái xe đầu tiên cho. Ủa sao mà xin được Winnie Hill vậy? Vậy chứ sao giờ? Chưa, mũi nó cắn. Chuyện lên cái gì? Ờ thôi vậy chuyện đi. Mày dưới đi, mày đỡ xe hai thằng ở dưới. Được không? Quăng dây đi, kéo lên tiếp nè. Ừ, luôn. Ok chưa? Ai xuống đó bỏ núi. Tiếp. Chuẩn bị. Đừng có để như vậy, lộn qua cái cây nhỏ này nè. Lộn qua cây nhỏ, cầm. Đúng rồi. Cái này buông cái này ra đi, không sao đâu, buông đi. Sao nó lên cũng được. Còn đó. Nắm lại hình, đừng có buộc hình, nắm lại, đừng có buộc. À, mày ngồi đó nó quăng mày luôn á. Mày ngồi cho thẳng dây rồi. Ừ. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Đạp xuống. Lên một nốt thôi, một nốt thôi nha. Đừng đập. Ủa sao mày là hai nốt cận? Lên, đúng không? Không phải cuộc kiểu đó, vòng qua thôi, vòng qua. Anh nói, bây giờ em đưa cái đất xuống đúng không? Là cái đầu còn kỹ. Rồi. Gặp dân trẻ trâu lên thốt luôn. Xuống luôn đúng không? Còn bả tử lên đâu. Ừ. Hay nha, giữ. Gặp đây, gặp cái đất xuống đi, gặp cái đất xuống luôn. Gặp đất xuống luôn. Em tháo dây an toàn của em ra đây. Em tháo em góp là sao? Cái dốc mà. Thôi giờ anh phải nói vậy cho em. Mày nói dây cho nó ra đi, lỡ giờ mày không chịu nói gì trơn. Không có anh, nói dây an toàn cho nó đi xuống. Không phải, cho nói trong dây của chiếc xe. Rồi nó leo lên chiếc xe đi qua luôn. Cho bây giờ. Kéo. Nhảy hàng vòng đi. Để nó cầm dây mới được. Anh thả vô mày. Lôi xuống tới chỗ bằng đi, lôi xuống tới chỗ bằng đi. Rồi dẫn xe lên cho nó nằm vô cái cây đó đi. Tháo dây ra, dẫn xe lên cho nó nằm vô cây đi. Nó ăn shop mà dưới đó có tiền nó đi nhậu luôn. Rồi xuống không mất tiêu luôn. Ngã núi biết. Mới nãy nó kêu mày đậu ngay đó, mày không đậu. Lên không có đậu. Đậu ngay đó thôi, mình nhìn thấy. Thì đi đâu mất tiêu luôn. Núi ơi. Núi.
Làm ơn làm phước chạy xuống dưới em lấy cái ba lô anh lên giùm đi núi. Hả? Quá anh quỳ lại rồi luôn cái núi. Đây vậy nè. Cho mày uống cặt cái. Không, không. Ờ không mấy cái cũng được. Không, không mấy cái. 100 cái cũng được nữa. Thế. Tao đưa này cho dễ ngồi. À. Tay ướt không? Không. Ê cái bao tay này như tao bỏ chở thôi à. Ừ móc mà không có bệ. Em Dũng muốn làm. Mày không đưa tao cái đồ ấy bụng chứ. Đây đây em xuống đây anh đứng đây đi Dũng, em đưa anh nè. À. Không á. Còn không xuống dưới đi em đưa luôn cho. Anh Dũng coi khúc đó nó bị chằng dây kìa anh Dũng, coi chừng nó bung ấy nha. Nó bung anh chế giới á. Anh hiểu không? Đúng rồi. Hút cổng nữa rồi. Đó, thành viên cứu hộ lên tiếp nè. À, thấy cái dốc không? Đó, chút thòng xe xuống. Đúng không? Chưa? Khi nào kêu rồi tao gịch. Đó. Từ cái núi ơi, để cho nó hạ cái. Thả đi nữa. Quay gì nổi. Bây giờ xuống tới đó nằm được rồi. Chừng nào hết dây nằm. Thả dây, đều. Còn dây không? Còn. Nhẹ. Xuống tới dưới đó luôn á. Nhẹ. Rồi mày giống như mày dẫn xe xuống á, có người gịch rồi. Cứ thả đều hoài luôn, đừng có ngưng. Đó rồi, gà thôi, không cần gà. Ê, xích ra bên phải, xích qua bên phải đừng cho nằm được. Gà thôi đúng rồi, được rồi buông liền. Xích qua bên phải cho nó nằm được, còn xe khác xuống nữa. Dạ ok, giữ đó, giữ nha. Rồi, cho nằm được rồi. Cho nằm được rồi, đừng xuống đó. Rồi ok. Không, cứ đều đi. Nhẹ hết mất luôn. Chừng nào mà anh nói ngưng là phải ngưng liền. Ê. Không có. Rồi xong. Ừ. Rồi lôi xuống. Lôi cái ghi đồng xuống hoài. Rồi bắt đầu xuống từ từ. Ok, đang xuống á. Vậy nói. Ở đây vậy rồi, đâu tụ được. Rồi, xuống. Đúng không? Chưa. Ở đây ta thả từ từ xuống. Rồi, xuống. Nắm được chưa tới. Rồi, từ từ nè. Rồi, nữa đây.
nữa 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 xe là không có được. Cứ kéo đi. Không, kéo kéo rồi nè mà nó bị vướng đá, dưới này có cục đá bự lắm. Xuống nữa đi Đức Anh. Dính đi. Ừ. Mà nó hết bên này từ từ. Cho nó chịu cái ghi đông xuống đi, rồi mày đâu có chịu lực đâu. Thật ra là cái dây mình nó chịu không mà. Rồi, nhả ra dây đi. Xuống. Xuống. Làm nhanh đi, đừng lấy cọng dây ra. Để đi, nó đổ hết xăng bây giờ. Ừ. Chưa, dính vô cây cọc rồi. Ừ. Dính ra. Núi này tự nhiên cái nó bị ăn nấm xong, nó bị hết nấm cái gì á. Rồi, mở dây ra.